của chúng ta đấy. Tên cố vấn người Mỹ đồng ý hoãn việc này lại. Sau đó hắn hỏi giám đốc Nhi rằng các người đang nuôi dưỡng một thế hệ tiếp theo à? Giám đốc Nhi thản nhiên nói chẳng phải các ông cũng đang đào tạo đội quân sát thủ để bán cho cả thế giới đó sao? Tại tiệm thịt trên sườn mẹ bong xeo vừa mang thức ăn ra cho con trai mình thì tên sát thủ đứng dậy. Bà cũng chuẩn bị móc súng ra để chiến đấu. Tên sát thủ đột nhiên nhận được tin nhắn tạm dừng nhiệm vụ lần này. Sau đó tên sát thủ trả tiền vào chiếc chuông cửa rồi lái xe bỏ đi. Hắn vừa đi bà liền hỏi bong xeo rằng con không đọc tin nhắn mẹ gửi sao? Bong xeo liền nói do điện thoại mình hết pin nên không nhận được tin nhắn. Nghe xong bà liền mắng bong xeo một trận. Mẹ đã dặn con lúc nào cũng phải cẩn thận và cảnh giác cao độ cơ mà. Sao con lại không nghe lời mẹ như vậy chứ? Sau đó bong xeo hỏi mẹ người đàn ông tóc dài đó là ai? Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra? Thấy mẹ mình vẫn im lặng, bong xeo dần dỗi bỏ lên lầu và quyết định bỏ luôn bữa ăn tối nay. Tên sát thủ đang lái chiếc xe tải thì tên cố vấn người Mỹ lại nhắn tin giao cho hắn một nhiệm vụ mới. Nạn nhân lần này lại chính là bố của Hisu. Vì mải nhìn hồ sơ nạn nhân nên suýt chút nữa hắn đã đâm vào chiếc xe buýt của anh tài xế Guido. Chỉ cần nhìn sơ qua, Guido đã nhận ra người lái chiếc xe tải kia là người đã tên bố mình đi chầu Diêm Vương. Guido liền mời tất cả hành khách xuống xe. Sau đó anh một mình lái chiếc xe buýt phi hết tốc lực để đuổi theo tên sát thủ kia. Guido tông thật mạnh vào chiếc xe tải của tên sát thủ. Sau đó lái xe buýt tiến lên để áp sát chiếc xe tải của hắn. Tên sát thủ liền nhấn ga rồi lấn sang làn xe ngược chiều. Sau đó hắn đâm thật mạnh khiến một chiếc xe hơi nhỏ lộn nhiều vòng. Cuối cùng hắn chặn đầu chiếc xe buýt đang đuổi theo hắn. Thấy tên sát thủ lái chiếc xe tải vào một đồng cỏ, Guido liền lái xe buýt tiếp tục đuổi theo. Sau đó tên sát thủ lái chiếc xe tải tông thật mạnh vào chiếc xe buýt. Guido cầm cục pin trên tay bước xuống sẵn sàng chiến đấu với tên sát thủ. Nhưng chỉ với vài động tác nhỏ hắn đã hạ gục được Guido. Khi tên sát thủ hỏi mày là ai, Guido liền nói tại sao mày tiễn bố tao đi chầu trời. Guido gắng gượng đứng dậy nhưng tên sát thủ lập tức khống chế anh. Lúc này tên sát thủ cũng nhận ra Guido cũng sở hữu năng lực đặc biệt. Đã vậy anh còn là con của lão Electricman. Guido hỏi tên sát thủ sao mày lại sát hại bố tao hả thằng khốn. Nghe xong tên sát thủ liền đánh Guido nằm bất động. Sau đó hắn quay người bỏ đi. Tên sát thủ tìm đến cửa hàng gà rán của bố Hisu nhưng cửa tiệm đang đóng cửa. Hắn nhanh mắt nhìn vào tấm giấy ghi chú thì biết được bố Hisu đang đi giao hàng tại một trung tâm mua sắm. Tên sát thủ liền lái chiếc xe tải đi tìm ông. Hắn phi xe đi đường khiến người đi đường phải khiếp sợ.